Chào anh em. Hiện tại thì mình đang dư con ác này nhá. Và mình không có sử dụng đến. Anh em nào muốn chơi con ác này thì anh em có thể liên hệ với mình nhá. Mình sẽ nhượng lại cho anh em nhá. Anh em xem qua cái những con hàng trong cái ác này. Đấy, rất nhiều những con hàng ngon nhá. Anh em có thể mua về chơi để cày thêm nhá. Rất nhiều những con hàng lên 100 này ấy nếu như anh em mua huấn luyện viên sabi thì nó có thể bụng thêm chỉ số nhé nó chỉ số nó sẽ còn nhảy lên nữa và rất nhiều những con hàng này đến mùa giải 2025 thì cái gia hạn này là anh em sẽ không phải lo no nữa này konami sẽ bỏ cái gia hạn này nhá anh em mình chơi sẽ không lo no là bị hết hạn nữa con hàng này cái app này có rất nhiều những cái con hàng ở các giải khác nhau với những cái bộ chỉ số rất cao đây anh em nhìn qua ác con hàng những con hàng trong ác này và những huấn luyện viên là mình đã mua và anh em có thể thấy rằng cái con ác này cái uh, gp còn rất nhiều hơn 5 triệu gp và cái uh, coi nữa 120 coi và cái uh, sự kiện 777 coi này mình chưa cày này anh em có thể là cày để nhận 777 coi này nhá cùng với lại uh, sự kiện làm nhiệm vụ nữa thì anh em có thể là uh, nhận được hơn 1.000 coi từ con ác này Đây, anh em tán sự kiện và anh em làm nhiệm vụ nhé và cái thẻ skill cũng còn rất nhiều và những cái uh, con hàng phôi để anh em ép skill nữa còn rất nhiều luôn cho nên là anh em nào mà muốn chơi con ác này thì anh em hãy ipod cho mình nhá mình sẽ chuyển nhượng và mình sẽ để lại cho anh em xin chào và cảm ơn anh em nhé. đây, mình là mình không có mua bán nhé anh em, mình chỉ là chơi không hết do mình có bốn năm con ác liền, và mình sẽ nhớ lại cho anh em con ác này, con ác này cũng rất ngon. đây, đây là những con hàng trong ác này. anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình nhé, ai với mình để mình sẽ giao dịch với anh em nhé. Rồi xin cảm ơn anh em.